Thấy chị đi. Chị đi bây giờ chị đi bây giờ là lấy giỏ của mẹ đeo vô nè cô chú nè. Đó. Thấy không? Đó. Thôi đừng ở đây đừng có làm tiền rớt ra hết nha con. Quậy đó, quậy dễ sợ quậy luôn. Tới giờ từ sáng tới giờ cũng còn một bộ đồ. Út quay chuẩn bị đi tắm nó đi Út. Chứ còn mà ừ chứ giờ còn mà từ sáng giờ mới mặc cái bộ đồ này biết luôn á. À bây giờ cho lên ghế, cho lên ghế ngồi. Leo lên ghế ngồi nè. Ờ đúng rồi. Rồi. Ăn kẹo không? Ăn kẹo không kìa. Ăn cô cho nói ăn kẹo không? This one. Nó uống đi con. Đó. Open. Ngon không? Yummy. Yummy. Trời, con uống rồi, con mặt kìa. Yum. Ngon không? Ngon không? Trên kẹo. Kẹo kìa. Kẹo. Yummy, ngon thật đó. Đúng rồi. Open chi đi. Không có hay đâu nha. Kéo. Rồi giờ tay dơ nữa rồi. Yummy. So good. Giỏi ghê chưa cô chú thấy chay cũng giỏi ghê chưa. Ok. Chay từ ngày đi qua Cali giỏi dễ sợ luôn á. Biết cái gì cho cái biết thanh kiều rồi này kia khác nọ rồi làm duyên làm dáng rồi nó nói thiệt. Qua Cali là đổi tính luôn cô chú ơi. Ủa tại sao cái Hello xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì cũng như mọi người đã biết thì Ngọc với gia đình đang ở California để đi chơi vài ngày. Thì hôm nay là có mua sầu riêng nè các bạn. Trời đất ơi. Ủa trước khi ăn sầu riêng cũng rửa nữa hả? Chứ sao. Hồi nào giờ là chị chưa bao giờ rửa sầu riêng. Thì các bạn biết là cái anh mà đang đứng trước mặt các bạn mọi người đó là em rể của Ngọc. Thì em rể là Mỹ trắng nhưng mà rất là thích ăn sầu riêng. Nên là cả đám đi xúm vô mua hai trái sầu riêng mà các bạn biết sầu riêng này là sầu riêng Musang King của Malaysia đó. Đó là em rể kêu chở vô chợ mua hai trái sầu riêng này nè để về ăn. Đó. Bây giờ em rể phải quay mặt qua đây để mới quay được chứ còn quay vô đó là không quay được. Jonathan, can you move it over here so I can film it easier? Sure. Rồi rồi để kêu em rể quay mặt qua đây cho dễ thấy. Baby, can you move this a little bit? Em rể coi thấy chuẩn bị ăn sầu riêng là nó gọi là gì nó háo hức với lại nó ghê không. Right there in the corner. Perfect. Rồi đó bây giờ Ngọc sẽ quay cho các bạn coi là em rể này với chồng Ngọc là khác nhau hoàn toàn luôn. Em rể này là thích ăn đồ Việt Nam nói tiếng Việt rồi thích ăn sầu riêng đó. Đó bây giờ chỉ nè còn chỉ chồng Ngọc là phải cắt sầu riêng làm sao nó mới giữ chứ. Hay giữ chưa, hay lắm bồ ơi. He's professional. Yeah. When Zadie saw the durian, she was so excited. She got so excited. Yeah, she loves durian. Oh, wow. Wow. Wow, Zadie. Nè, nhìn chay nè, cô chú nhìn chay nè. Nè nè, baby, get a chair so she can sit next to Jonathan. Rồi, ngồi xuống. Oh my god. Looks so good. Rồi, à đi con. À? Con nói sầu riêng. Say à. Win. Sardine. Rồi, wow. Ok. Now your turn. Is it good không? Yeah. Ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Ờ nè, múc tay. Em kìa, ăn đi. Đau miếng. Oh, gáy so kìa. Good. It's so good. But, baby, yeah. Yeah. Baby, you gotta stay. Baby, go over here. I'll go over here. Oh my god. Yeah, it's two different styles. Đây em quay chị nè. No, Đây chạy cho mẹ ngồi con. Thank you. Wow. I can't. Bye answer. Bye yo. Yo. Nữa. Nữa hả? Nữa. Nữa nè, đó. Wow, dạ mẹ đi. Họ nói sầu riêng. Oh my god, it's so good. It's really good. Nãy á, chay thấy mình cầm cái trái sầu riêng vô nó đứng lên bàn nó nhảy á cô chú. Hai cái trái sầu riêng này Ngọc mua ở chợ á có giá là 62 đô các bạn. Theo Ngọc nghĩ là theo Ngọc thấy là nó rẻ hơn ở bên Michigan của Ngọc. Nếu mà một cái trái này mà Ngọc mua bên Michigan là nó đã là 40 mấy 50 đô một trái rồi nhưng mà tính ra cái trái này bên này chỉ có khoảng 30 đô la một trái thôi là cỡ khoảng 600 mấy 700 ngàn tiền Việt Nam một trái thôi. Ăn rất là ngon luôn. Ở dưới ý á.
Oh, it's good. Vậy tính ra cái này được mấy muối ta? Nhiều quá, nhiều quá. Wow. Ngon quá ngon. Thấy cho các bạn thấy cho Nathan làm sấp dẻo kìa chưa? Rất là sấp dẻo luôn á. Ok, put it on nha màu. Nó hồi hỏi hảo. Rồi đất ơi, sao làm Ngọc thấy làm còn hay hơn Ngọc luôn á. Make sure Jade doesn't eat too much. Show Jade. She'll get a reaction. Oh, really? Yeah. No, only one. Đó, đổi đã đầu, đổi đầu. Đúng rồi, cầm đi con cầm đi, con cầm đi, đưa mẹ cầm đi. Give JD one. Con cầm đi con. Her eyes will start it swells up, yeah. So delicious and she's allergic. Cầm đi con. She's not allergic. She's not allergic, she's just too little to... Cầm đi con. No. Để nè. Nó đòi ăn muối bự á. She wants a bigger one. Look at her face, oh my gosh. I know. Đúng không? Nữa chứ. Ăn cái này quay thôi. Okay, we want you eating it and Jade. So can you go next to Jade's head? Jared, okay, go. Đó, hai chú cháu ăn sầu riêng đi. Quay sầu riêng. Cái gì? Ăn đi. That's for me. Ngon quá trời ơi. Ngon không? Ngon không? Có mặt ăn sầu riêng sầu đời chứ sao? Giờ là sầu chung đó. Giờ là sầu chung rồi. Hai chú cháu sầu chung á. Em cô chú thấy ai không? Cô chú ông bà đều khoái chay ăn sầu riêng lắm. Nó ăn đi như là give her just a little bit. Bảo tố phong ba tới vậy đó. Đó, thấy chưa? Cái nó tắp cái mỏ nó dơ như tắp rùi vậy đó. Yummy. Ngon không chay? Ngon quá. Sao con ngồi ăn giống nhân hồ vậy chay? Jake, not too much, honey. Bỏ miếng miệng được. Rồi, đưa miệng vô đi, đưa miệng vô đi. Yeah, đưa miệng vô, đưa miệng vô. Đưa miệng vô. Ra đi. Anh đi, anh đi. Ngon, open, open. Ngon, ngon, ngon. Thật sự là rất là ngon luôn. Ngon hơi nóng á. Đông đá mà mình sợ nó bị chị sâu. Chị nhớ chị nói không? Vậy nè, có khi Michigan mua bên Cali ship qua xong nó rã đông nó mới bán. Bày không, không có rã đông. Vậy hả? Vậy nó ship từ đâu? Canada hả? Chị chịu quá. Florida. So you happy? Ship từ Malaysia chứ tại sao mà sầu riêng lại ship từ Florida? Yeah, yeah, I get it tomorrow. And then we go to the beach. Yeah, I'm literally spend the rest of my time here just skimboarding once it gets here. Yeah. Có ăn kìa, có tướng ngồi ăn giống như người Nhật không? Bây giờ mới thấy tướng ngồi ăn, có được không? Chị đi, con mời cô chú ăn với con. Mời cô chú ăn đi con. Diễn. You gotta finish it, JD. She's just getting the next she's one. She's like, she finishes half of one and then just goes to the next one. Yeah. Are you done there? Yeah, I'm finished. Ngon hay quá. Đây là cái mạc của cái sầu riêng này ha. Malaysian Musang King Durian, sầu riêng cao cấp Malaysia. Đó, còn trái đây nè. Thấy không, cái trái này ngày mai ăn. Tomorrow. Yeah. You nhưng mà bây giờ thing? Should we put it in the fridge? Yeah. Yeah. Bỏ vô tủ lạnh đi. So probably we should put it in the freezer and then No. Just the fridge.
hồi chiều này mua hai trái này nó đông đá sẵn luôn rồi đó. Ủa thì sao cái gì cái trái sầu riêng vậy mà còn dư lại 4 muối kìa mọi người thấy không? Chay. Trời ơi, coi đó. Ủa em không ăn hả? Em quá ngon, em ăn 3 muối đó. Chị ăn muối nào? Nhắn một muối à? Mình phải ăn 2 muối chứ. Chay thôi không ăn được quá nữa. Take it away from her. No more. Go wash your hands, JD. Rồi đi rửa tay, go wash hands. Go wash. Đó. Đó, bây giờ chay với lại Uncle John rửa tay nè. Nghe đồn là Uncle John rửa tay số 1 luôn á. Uncle John một ngày rửa tay 1000 lần. John's ready to be a daddy. Rồi rửa miệng nữa, mouth too. Mouth. Sneaky eye mouth. Sneaky eye mouth. Oh, sorry. And then after that, go come over and kiss daddy, okay, JD? You done? That's it. Oh, we were ready. Right, baby? Huh? We were ready to be parents. Yeah. Đó, vậy là xong rồi đó, cái màn cái tiết mục ăn sầu riêng như vậy là xong rồi đó mọi người. Bây giờ chỉ đem cái sầu riêng này vô cất thôi. Đấy. Hả? Không. Em cất sầu riêng thôi chứ sao? Đó, thì đây cái video clip mà cả nhà xúm lại ăn sầu riêng một cách nhanh gọn lẹ. Để gửi cho tới tất cả các cô chú. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye đi con. Bye bye, bye. Jonathan say bye bye. Bye. Did you say bye, JD? Say bye. Ớ ngàn mà dễ sợ. Bye bye.